em gái Trấn Thành được đẩy thuyền với trai đẹp Song Luân. Tung bộ ảnh bùng nổ phản ứng hóa học, Song Luân, Uyển Ân được cộng đồng mạng đẩy thuyền nhiệt liệt. Trấn Thành là một trong những sao Việt hàng đầu làng giải trí, sở hữu lượng khán giả hùng hậu và thành công ở nhiều lĩnh vực. Trong đó mới đây nhất là vai trò đạo diễn Trong Nhà Bà Nữ. Không chỉ Trấn Thành, Trong Nhà Bà Nữ, netizen cũng trầm trồ trước vai diễn nhi của Huỳnh Uyển Ân, em gái Trấn Thành. Cũng chính vì vai diễn hợp ý với trai đẹp Song Luân trên màn ảnh mà netizen cũng đẩy thuyền kịch liệt cho cặp đôi này. Trong bộ ảnh mới nhất vừa được hé lộ, Uyển Ân cùng Song Luân có những cử chỉ vô cùng tình tứ, khi thì ôm từ phía sau, khi thì nhẹ nhàng cầm tay hoặc nựng má nhau như một cặp tình nhân thực thụ. Để thêm đồng điệu, hai diễn viên còn diện quần áo tông sô tông theo phong cách thu đông đầy thanh lịch. Thời gian gần đây, Song Luân được xem như nam thần màn ảnh Việt với diện mạo phong độ, thân hình chuẩn chỉnh cùng nụ cười tỏa nắng đúng tim phái nữ. Trong khi đó, Uyển Ân lại đang ở độ rực rỡ nhất của nhan sắc tuổi đôi mươi. Khi đứng chung khung hình, họ vô cùng đẹp đôi, lại bùng nổ phản ứng hóa học. Trước những hình ảnh lãng mạn này, Song Luân và Uyển Ân bắt đầu được cư dân mạng đẩy thuyền kịch liệt. Hy vọng cả hai sẽ trở thành cặp đôi mới của Vbiz trong năm 2023. Vai diễn điện ảnh đầu tiên xuất sắc của Uyển Ân, quá xuất sắc. Phải công nhận Uyển Ân và Song Luân đẹp đôi thật, phải chi cả hai cũng là một đôi ngoài đời thật thì đẹp biết mấy. Có khi nào hai người sau phim này thành một cặp không? Chia sẻ về vai diễn điện ảnh đầu tiên Trong Nhà Bà Nữ, Uyển Ân cho biết cô luôn cảm thấy vui vẻ và an tâm khi diễn cùng Song Luân. Nhờ Qua Nhà Bà Nữ, cả hai cũng dần trở nên thân thiết hơn. Anh Song Luân luôn ấm áp và vui tính nên việc tương tác, phối hợp, lấy cảm xúc khi quay cùng anh đều khá dễ dàng. Tuy nhiên, trong một vài phân đoạn tình cảm, anh Luân thường bị anh Thành trêu diễn chưa ra do độc thân quá lâu rồi, đã đánh mất sự say mê. Hào hứng với tình yêu tuổi trẻ, nữ diễn viên Gen Z hóm hỉnh cho biết,